Phát Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên nhà của em Cương với lại bà. Hôm nọ thì phần ngôi nhà thì cũng đã gỡ xong hết rồi cô bác, và cháu Lực cũng có ghi hình lên lại rồi. Hôm nay thì gỡ xong hết rồi, mọi cái thì xếp đã phân biệt loại gỗ rồi. Và hôm nay cháu Lực lên thì hỏi xem là các bác thợ là xem cái cột xem có hỏng nhiều không, và xem cái cây còn thiếu nhiều không. Nếu mà thiếu nhiều thì mới biết là mua thêm được cô bác. Thế còn là bây giờ thì xin mời quý cô bác anh chị là cùng cháu Lực đi vào nhà của em Cương một chút cô bác. Còn cái phần gỗ này thì sẽ được xếp ra đây để máy nữa sẽ tận dụng lại cô bác. Mấy cái cột, mấy cái ván này thì chắc là vẫn còn dùng được, còn là mấy cái thanh ngang ngang này thì không có dùng được nữa rồi, hỏng hết rồi. Máy nữa chỉ có tận dụng lại để làm củi thôi cô bác. Phải nói là một cái ngôi nhà này làm từ khá là lâu rồi, làm được hơn 40 năm rồi. Bây giờ gỡ ra thì cái gỗ của nó hỏng thì rất là nhiều luôn. Không biết là có tận dụng lại được nhiều không. Hôm nọ đang gỡ còn gặp mưa luôn cô bác. Các bác thợ thì vẫn còn đang xem lại cái cột nào mà xem còn dùng được không cô bác. Hầu như toàn bộ mấy cái phần này chỉ để làm củi được thôi, chứ không có tận dụng lại được nữa cô bác ạ. Cương thì đang chắc là đang tháo đinh ở phần bên kia cô. Hôm nay có hai chú làm thôi à? Chú. Vâng. Cái này là bào lại để cho cột nó mới đúng không? Vâng. Như cô bác. Như cô bác có thể nhìn thấy là cái phần dưới này thì đã hỏng hết rồi, phần chân nữa. Chân này chắc phải cưa ra đấy. Cái này nó phải cái chú hết này rồi cắt. Thế bây giờ thì đi vào em khỏi em Cương một chút cơ bác. Cương đang tháo gì em? Đây, anh chào Cương nhá. Đây, anh chào Cương nhá. Em chào anh ạ. Rồi. Em Cương xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Rồi, đây là hôm nay là tháo đinh ra hết rồi à? Vâng ạ. Cái phần nền của em Cương cô bác thì không có đào nhiều đâu, chỉ là đào qua một chút thôi cho nó bằng phẳng lại, xong mà đến mấy nữa đến thời gian thì sẽ nền lại cái phần này cô bác ạ. Đây đây anh cầm cho. Bà đi đâu rồi? Bà ở nhà nấu cơm ạ. Bà là đang nấu cơm trưa rồi à? Vâng ạ. Bà thì đang nấu cơm trưa cho hai bác thợ rồi cô bác. Như cái thanh này thì còn dùng được không? Có ạ. Thanh này thì vẫn còn dùng được à? Vâng. Các bác thợ thì có bảo là hỏng cột thì hỏng nhiều không? Có ạ. Nhiều à? Không có tận dụng lại được bao nhiêu đâu à? Vâng. Phải nói là mấy cái đinh mà đóng rất là lâu rồi cô bác. Đi thì phải rất là cẩn thận, tại vì là cái đinh này thì bị rỉ rồi, nếu mà đâm phải chân thì có thể là bị nhiễm trùng luôn đấy. Đấy, phải cẩn thận nhá. Ở đây thì ngôi nhà vừa mới gỡ xong thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều đinh còn nó sẽ bị rơi và bị sót lại các bác. Còn cái phần này thì chắc là hỏng rất là nhiều rồi các bác. Này cô bác có thể nhìn thấy sửa sửa đây. Đây đây cô bác có thể nhìn thấy là nó bị đã bị hầu như là bị ướt và bị một đến nơi rồi. Phần này thì nó bị hỏng rồi, bị như các bác thợ thì đã tính ra được là hỏng bao nhiêu cột chưa? Rồi ạ. Rồi à, rồi đúng không? Đấy, một tí nữa anh sẽ hỏi đây đây. Một tí nữa anh sẽ hỏi các bác thợ xem nào, xem là hỏng bao nhiêu để còn biết mà mua thêm. Bên đấy là không còn nữa đúng không? Rồi. Này đây anh thấy đây có đinh. Ủa, mấy cái đinh này. Đinh này rất là nguy hiểm luôn. Đây này,
Ủa cái này phải lại đập đập ra một tí này nó mới xuống được. Đây là cái xà cầy để nhổ đinh cho nó. Ôi nó tuột rồi, ở đây này. Có thể nói những con đinh này đóng rất là dâu rồi. Ít nhất phải được tầm 40 năm rồi các bác. Dỉ rất là nhiều luôn. Rất là may là hôm nọ có các bác, các cô hàng xóm ở nhà em Cương này. Hôm nào cũng ra hộ em Cương. Thành ra là cái phần gỡ ở nhà thì cũng rất là nhanh luôn các bác. 2 ngày thôi thì là đã gỡ xong rồi. Còn như cái mà để ở trên cái đả ly các bác, cái đấy là cái hình như là cái thờ của cái dân tộc Hùng đấy. Lúc nào mà gỡ ra thì phải là để cái đấy để gọn gàng vào. Xong rồi đến lúc mà làm nhà xong thì lại tiếp tục là để lên trên trần nhà các bác. Cái kia thì gọi là nhà cháu lũ không có các bác ạ. Đều là một dân tộc với nhau thì chắc chắn là sẽ có. À, bây giờ thì chỗ này thì một tí nữa anh em mình gỡ đi nhá. Anh em mình ra bên này nói chuyện với bác thợ một chút nhá. Thế này là máy nứa là phải đào lại đấy nhỉ? Cái con máy cày này thì của nhà bác à? Đấy, để ra để gọi là đào đúng không? Con máy cày này thì còn rất là nhỏ, còn những con thì rất là to luôn cô bác. Còn em Cương với lại bà thì hiện tại là ngủ ở cái ngôi này cô bác. Đây là cái phần cái chỗ mà nấu cám lợn của em Cương với lại bà này cũng chưa có được gỡ ra đâu. Ngủ ở đây thì mưa to và rất là giật. Hai hôm nay thì mưa rất là nhiều luôn các bác. Ui điện này phải cẩn thận nhá. Còn là những cái cột này sẽ được các bác là tận dụng lại, đào, tận dụng lại bào để cho nó mới cột đi các bác. Nói là làm một cái ngôi nhà sàn thì cũng phải rất là tỉ mỉ thì mới làm được các bác. Chứ bây giờ mà mua một cái cột mà rơi vào tầm 2 triệu về là không làm cẩn thận là nó bị hỏng rồi thì phải là đi mua lại thì rất là tốn chi phí rất là nhiều luôn. Như cái phần chân này cô bác có thể nhìn thấy là đã bị mọt hết rồi. Cái này chắc phải cưa đi một đoạn bác nhỉ? Phải cưa hết cái chỗ mọt đi hết đấy. Ồ, phải cưa xong là làm lại xong là lối cái đổ cái xi đổ vào cái đá làm đá kè đấy. Xi đổ vào đá đúng không? Bây giờ thì bác phải đi mua sỏi về đổ đấy. Cái này thì cao lên. Vâng. Cái này thì bây giờ bác cứ đi bác cứ hỏi người ta về xong là trở về xong là bao nhiêu thì cháu sẽ gửi cái tiền phần này. Cái phần này thì hôm nọ như gớ cương như gớ xong như này thì bên xá đã gửi tiền hết chưa? Chưa. Vẫn chưa à? Chưa. Xá bảo là khi nào là dựng lên thì mới cho 20 triệu. Lúc nào mà dựng lên thì mới lại cho 20 triệu à? Vâng. Thế hôm nọ như bên xá đã bảo là mình dỡ nhà xong rồi cho 20 triệu mà. Bà đi hỏi cũng chưa được. Bà đi hỏi là vẫn chưa được à? Chưa được. Thời gian này bà rất là thiếu, đang thiếu tiền để chi phí hàng ngày. Như mua thức ăn này đúng không? Còn như các bác này thì là sẽ là nuôi ăn đúng không? Vâng, phải đi mua thức ăn. Các bác này thì cháu Lực cũng nói rất là nhiều lần rồi. Cái phần này thì trước mà chuẩn bị bàn với nhau thì cũng đã nói với cô bác. Phải nuôi ăn thì giá mới có 12 triệu, nếu mà không nuôi ăn thì giá lại sẽ là cao hơn. Cho nên là em Cương với lại bà là quyết định là sẽ nuôi ngày phải ba bữa. Là một ngày là ba bữa. Đến tối thì các bác là phải đi, các bác là nhà các bác ở gần đây thì các bác còn đi về. Thế còn bây giờ thì thiếu cái cột, thiếu cái tiền để mua gỗ đúng không? Vâng đúng rồi. Còn cái phần tiền để mua gỗ thì bác cứ đi chọn trước đi nhá. Xong về thì cháu nói với lại các cô sẽ, các cô bảo với cháu Lực và sẽ gửi tiền để mua cái phần gỗ này. Tại vì là gỗ tức là thiếu rất là nhiều. Vâng. Bác đang chọn ấy, cái cột nào nếu mà không cần dùng được nó có thể phải bỏ đi. Vâng. Một cái ngôi nhà mà có rất là nhiều gỗ mà bây giờ chỉ tận dụng lại được mấy cái cột này thôi các bác. Tại vì là ngôi nhà này thì làm cũng khá là lâu rồi, cũng gần là 40 năm rồi.
tức là các bác làm đấy, tức là làm năm gian, tức là tổng số cua tức là mất đi 32 cột. Mất đi 32 cột rồi. Phải khi nào là kiếm được đủ 32 cột thì đủ được cái ngôi nhà. Ồ, 32 cột là mỗi cột sẽ mua vào tầm bao nhiêu tiền bác? Cái cột bây giờ trên này thì đắt lắm, nó phải rơi tầm hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu là một cái cột đúng không? Vâng. Như các bác thợ này thì hôm nọ cháu Lực cũng có gửi là 11 triệu 500 ngàn rồi. Lúc nào mà gửi xong lúc nào mà làm xong cái ngôi nhà thì cháu Lực sẽ tiếp tục lại gửi là thêm là 10 triệu 500 ngàn nữa, thì là tròn 22 triệu cô bác. Còn như Cương thì hôm qua là bà cũng đi chợ mua thức ăn này đúng không? Bây giờ mua con lợn này chắc phải mua có khi là cả con, xong mà nhà bác là có tủ đúng không? Có mà. Hay đi mua cháu Lực chắc là phải đi xuống cái tận dưới huyện là mua thêm thịt lợn về để cho bà với lại em Cương. Tại vì hôm nọ thì bà với em Cương thì cũng có một con lợn đấy cô bác. Một con lợn, nhưng mà lúc hôm mà gỡ nhà này thì được rất là nhiều quý cô bác ở gần nhà hàng xóm của nhà em Cương ra hộ, cho nên là bà là bắt buộc là phải thịt con đấy đó. Bây giờ mà cháu Lực mà đi xuống tận dưới huyện thì rơi đi vào tầm 3 tiếng đến 4 tiếng rưỡi thì mới đến được cô bác. Gọi là nếu mà đi thì mất là một ngày luôn. Như độ tầm làm cái này thì bao nhiêu tháng là xong bác? Chắc là phải hơn tháng. Hơn một tháng là xong rồi đúng không? Cũng đến sắp đến mùa mưa rồi, cho nên là phải làm gấp rút để cho nó xong đúng không bác? Vâng. Đây, ở đây bác thì chủ làm có nghĩa là không nghỉ ngày nào đấy. Vâng. Đây thì cũng là các bác ở trong làng thôi, cho nên là những cái nói chuyện với nhau thì nó cũng rất là dễ dàng cô bác. Tại vì ở trên, tại vì là người ở trên vùng cao thì có thể là sống rất là tình cảm luôn. Hỏi thử xem là như này, một cái cột như này mà cô bác, trước kia thì nó có thể bằng phẳng như này, sau một thời gian thì đã bị mọt ăn đi rồi. Chỉ sợ là nó như kiểu cái cột này là nó bị ăn đi, xong như này là nó bị dồn thành cái ngôi nhà, nó sẽ bị nghiêng luôn cô bác. Vâng, đúng rồi. Cái này thì bao giờ mà làm cái nhà xong ấy thì đi mua một ít nhất về quét ở dưới nhà bác nhỉ? Vâng, đúng rồi. Đấy. Bà thì đang nấu cơm rồi cô bác. Bà ngày hôm nay ở trên vùng cao thì có lúc thì mưa nắng thất thường, cho nên là rất là oi cô bác ạ. Vâng. Mùa này ấy. Này là mình làm cũng phải tỉ mỉ đấy bác nhờ. Vâng, đúng rồi. Tỉ mỉ thì mới dám đục đấy nhờ. Vâng. Chứ đục sai là hỏng mấy cái cột. Như cái cột này thì chắc thời xưa mua thì cũng rất là đắt đấy. Bây giờ thì không có gỗ để mà mua nữa rồi cô bác. Bây giờ hiếm lắm, không có. Trước kia thì nếu mà đi lấy thì được ông Cương với lại bà là đi tít tận trên rừng già để mà kéo được những cái cột gỗ này về cô bác. Kéo được một cái ngôi nhà thì gọi là phải tốn rất là nhiều tháng, mà còn phải đi ở hẳn là trên rừng kia để đục này, xong là chặt này, thành cây thì mới kéo về. Tại vì trước nhà cháu Lực thì cũng có làm những cái cột gỗ như này này, thì có cháu Lực cũng nghe bố kể lại thì là như thế thì cháu Lực mới biết được cô bác. Như cái cây này là mình dùng cây để cây chính mà bác. Vâng, cây này là tức là cây chính. Như ở đây là mình có thể mình đục theo cái này đúng không? Phải có cái cây thì mới đột. Thì cũng biết là phần cái phần khoản ngân hàng của nhà em Cương chứ bác? Biết ạ. Biết à? Vâng. Nhưng mà đáng lẽ ra là bố vay thì là bố phải trả chứ nhà bác nhỉ? Vâng, bây giờ là bố mẹ cũng bỏ đi hết thì bây giờ thì có mới bà với mấy Cương ở với bà. Vâng. Như hôm nọ cháu có hỏi anh trưởng thôn ấy, nhưng mà bây giờ mà không có bà với em Cương mà không có đóng cái phần lái đấy thì bên chính quyền, bên ngân hàng nó sẽ ra thu hồi tài sản đúng không bác? Đúng rồi. Đấy. Thì thành ra là em Cương mới lại phải giả có bác. Còn bây giờ thì cho cháu được xin được nói thêm về cái phần ngân hàng này một chút cô bác. Cũng có rất là nhiều cô bác là hỏi cháu Lực tại sao lại bố vay thì con với bà là phải trả. Thì tại vì là nếu mà không có trả về cái phần đóng lái hàng tháng thì là bên chính quyền xã sẽ ra thu hồi đất của nhà em Cương với lại bà ở trên bản, mà nếu mà không có đất, không có nương để mà làm thì thật sự ra là các bác là không có biết nghề gì là mà làm nữa rồi. Như em Cương hiện tại thì bây giờ
ngoài cái thời gian mà làm ruộng với làm nương ra thì em ấy cũng phải là đi ra ngoài, có khi là đi cấy thuê này, có khi là đi gặt thuê, thuê, thậm chí em ấy còn phải đi cấy thuê nữa cô bác. Vâng. Năm nay thì mới có 16 tuổi thôi. Nhưng mà cháu nó còn ít tuổi lắm. Vâng. Bây giờ thì có nghĩa là đi làm, đi công ty nó thì cũng chưa đủ. Vâng. Lao động thì cũng khó khăn lắm. Vâng. Bây giờ mà em mới đi làm xa thì cũng lại để bà một mình. Còn là rất là may là có bác ở bên ở cạnh nữa, thì là có những chuyện gì thì bác là người gọi là người lo lắng cho các em. Bác thì bây giờ cũng đã lập gia đình và con cái cũng đã lớn lên rồi, để mà phụ giúp được em Cương với lại bà về cái phần kinh tế đấy thì bác cũng không có thể nào mà giúp được, chỉ là những lúc mà không có mắm muối mới chính thôi. Ra vay thì bác cũng có thể giúp được ở phần này. Phải nói là công nhận là bác của em Cương là một người cũng rất là tốt rồi cô bác. Vâng. Như cái phần gọi là về phần làm nhà của em Cương, thật sự ra là bác của em Cương thì cũng rất là lo lắng cái điều này. Cái cột này có vẻ như hơi ngắn rồi, cột này chú có thể làm ở phần ngoài thôi chứ. Bác đang nghiên cứu ấy. À. Tại vì là nó có cái lỗ cột. À. Đang nghiên cứu. À. Tại vì là nó tận dụng được không? À. Nếu mà không tận dụng được thì phải bỏ. À. Bỏ đi. Phải làm cột cột mới. Cột khác. Như bây giờ nếu mà làm một cái ngôi nhà gỗ như này thì tầm độ tầm 20 năm thì nó sẽ lại xuống cấp không bác? Và khả năng là nếu mà gỗ tốt thì nó cũng phải được 40-50 năm. À. Nhưng mà 40-50 năm thế thì nó học, nó chỉ học ở cái phần đáy của nó thôi chứ bác, cái phần chân cột đấy đúng không? Phần trên thì nó không sao đâu, chân cột nó nhanh hỏng lắm. Đấy, còn cái phần cột đấy thì mấy nữa bác cháu mình sẽ tính là nếu mà bác bảo cắt ra xong là mua cái sỏi với lại đúng rồi. Cắt về làm ấy thì là cái phần đá hay bốn ấy. Đấy vâng. Phải lấy sỏi đá hay bốn về chuẩn cắt đủ. Vâng. Làm cái đá kề. Vâng. Vâng. Đây thì bây giờ cháu Lực cũng gọi là cùng bên xá là hỗ trợ nhau để mà giúp em Cương với lại bà được sửa sang lại cái ngôi nhà này. Thì cô bác, thế còn là cái kênh của cháu Lực thì cũng còn là rất là bé cho nên là không thể kêu gọi được cho em Cương với lại bà là một cái ngôi nhà mà nó sẽ được lâu dài hơn. Nhưng mà trước mắt thì cứ hộ em Cương là sửa cái phần ngôi nhà đã, rồi thời gian tới em Cương mà còn lớn lên mà đi làm rồi thì lúc đấy cháu Lực quay lại sẽ hỗ trợ được cho em thêm cái gì thì cháu Lực hỗ trợ. Còn cái phần ngân hàng của em Cương ấy thì cháu Lực cũng rất là mong quý ông bà cô chú anh chị có thể là gửi được những có thể gửi những tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú anh chị để giúp cho em Cương với lại bà giảm bớt cái gánh nặng cái phần là lái ngân hàng này cô bác. Thật sự ra để mà nói 25 triệu đối với em Cương với lại bà thì một số tiền rất là lớn của bác. Bây giờ nếu mà bán hết cả cái phần ruộng nương của nhà các em thì cũng, nhà em với lại bà thì cũng không đủ đến 25 triệu đâu bác nhỉ, ở trên này á. Không đủ được. Đấy. Cho có khi độ tầm một quả đồi mà rất là to có khi chỉ bán độ tầm là 10 triệu quay đầu thôi cô bác. Mà bây giờ bán xong thì ở quê mình thì không biết là làm gì rồi. Đúng rồi. Ở trên quê thì mình chỉ có trông cải ra rồi. Cháu thì tức là còn chưa đủ tuổi. Vâng. Như cái phần bên kia là hôm nọ là các bác là cũng ngồi chống lên à? Vâng, chống à, không thì nó sửa nó đổ. Để không cho nó nghiêng đúng không? Tức là đấy. Một hôm đang dưới nhà đấy. Đang dưới nhà tức là đông người đấy. Thì chung chống. Không thì nó nghiêng, nó sắp đổ. Ở đây thì có những cây gỗ thì gọi là rất là chắc chắn cô bác. Vâng, nó không có bị một tí nào luôn cây này. Cây này nó tôn lói. Đấy. Cây này thì trước là cây rất là to rồi. Vâng. Thành ra là cây đéo ra. Thành cây dùi. Vâng. Có những cột thì nó có thể là bị mòn một chút xíu nhưng mà nó cũng không có thành vấn đề là ảnh hưởng nhiều. Chỉ cần bào qua là mình có thể tận dụng lại được cái phần đấy thôi cô bác. Vâng. Như cái lán này thì hôm nọ cũng được là cô bác hỗ trợ em Cương là dùng cái những cái thanh bây giờ còn, cột mà chống lên thôi. Nó được thẳng hơn một chút đấy, không thì nó nghiêng nhiều lắm. Vâng. Sắp đủ ấy. Vâng. Không dám treo lên ở đâu. Vâng. Cái này nếu mà bây giờ muốn làm lại hoàn toàn thì cũng phải là gỡ ra thì mới làm được đúng không bác? Làm được.
Còn à, cháu như kiểu này thì cũng chỉ được một thời gian thôi. Thế thôi. Em Cường với lại bà thì hiện tại là đang ngủ ở trên này đúng không? Vâng. Ở trên này thì mưa to về thì nó có hắt vào trong không? Có đấy. Có. Phải bấy bạt về che. Rồi. À, phần xung quanh thì được em Cường với lại bà là dùng cái bạt che hết rồi. Còn nếu mà mưa nhiều quá thì có thể là sang nhà bác và tạm có được. Nếu mà bây giờ cần bạt thì lúc nào nếu mà mưa gió to thì không dám ở đâu, phải sang nhà bác ấy. Cái này mà mưa gió mà to thì có thể là bị nghiêng nhà luôn các bác. Vâng. Rất là nguy hiểm luôn. Hiểu. Hôm nay thì gỡ ra thì mới biết là hỏng là rất là nhiều cột thanh gỗ luôn các bác. Vâng. À, chắc là có khi là phải đi mua thôi nhà bác nhỉ. Vâng, phải đi mua ấy. Vâng. Ủa, cái quạt này có vẻ nguy hiểm đấy nhỉ, rung đấy nhỉ. Vâng, nguy hiểm lắm. Dùng tàn đấy. Đây là quạt của nhà bác một cái à? Bà bị đau chân thế nào ấy? Bắt là xe này. Thầy chắc gì chương trình này? Bà thì gọi là đến tuổi là già rồi cô bác. Tuổi bà thì gọi là đến tuổi cao rồi. Thì đến những cái mùa mưa này thì bị khớp đầu gối này hay là bị đau? Không đi làm thì không có người làm rồi. Vâng. Bà phải chịu khó. Vâng. Ăn đi thế thôi. Vâng. Còn là như cái phần nền này thì chắc là chỉ có đào qua một chút thôi nữa bác nhỉ? Mà phải đào cho nó phẳng xong lấy đá về với là cắt này, xong đổ bằng bằng xi. Vâng, cái này thì mấy nữa mình đổ trước hay là mình dựng nhà lên xong mình mới đổ bác? Chắc là dựng nhà xong mới đổ. Dựng nhà xong mình mới đổ đúng không? Dựng nhà xong phải đổ. Cái phần nền này thì không có phải là đào thêm nhiều đâu các bác. Tại vì là nó cũng là cái đất cứng rồi, dựng lên khá là lâu rồi. Nó không có bị vấn đề gì, bị sạt lở gì cả. Thì rất là yên tâm các bác. Nhưng mà Cường nhà cũng chưa có điều kiện đi không thì mọi nhà khác này nó cái nền dưới ấy. Vâng. Làm bằng xi hết thì cái chân cuộn nó không bị hỏng. Bây giờ phải nếu mà dạ vâng. Mà các cháu giúp được ấy phải cho Cường nó làm bằng xi, bằng nền bằng xi hết thì cái chân cuộn nó không mòn nữa, không mục nữa. Thế thì cái phần xi với lại pro thì phần đấy là mua đúng không? Vâng. Còn bây giờ chỉ thiếu là cái phần cột này. Cột gỗ với lại mấy cái cây gỗ này mà để mình để ngang lên trên thôi đúng không? Vâng. Bây giờ thì chỉ có gọi là quý cho nó cũng còn ít cô bác. Thành ra là thiếu cái phần nào thì chỉ biết là cân đo đong đếm là từng chút một để bù đắp lại cái phần đấy thôi cô bác ạ. Vâng. Mùa này đang còn là mùa vào sắp chuẩn bị vào mùa mưa đấy bác nhỉ? Vâng đúng rồi. Đến tầm tháng 9 tháng 10 là mùa đấy mới là mùa mưa nhiều nhất ở trên vùng cao này. Xong rồi đến tháng 11 tháng 12 là bắt đầu lạnh rồi. Còn như bây giờ cột gối này thì cho cháu Lực xin được phép nói lại thêm một lần nữa. Là bây giờ nếu mà để mà thiếu thì sẽ mua tầm bao nhiêu tiền thì là sẽ đủ bác phần này. Phần gỗ tức là bây giờ nó phải tầm 30 triệu mới đủ. Tầm 30 triệu đúng không? Vâng. Cái phần gỗ là 30 triệu nữa. Còn là phải bây giờ là phải lấy thêm một cái đá xanh kia để mà mình đổ đúng không? Vâng, lấy một cái xe cắt là một cái xe xoài. Sẽ ghi em lại nữa, tí về thì mới nhớ được. Một xe sỏi này thì mình lấy độ tầm 6 khối vừa chưa bác? Chỗ này ấy. Chắc là phải tầm 6 khối thì mới đủ. Vâng. Thế thì lấy một xe sỏi là 6 khối. Còn là gỗ này thì bây giờ hiện tại là chưa gọi là mình chưa tính được chuẩn nhưng mà nó rơi vào tầm độ là 30 triệu đúng không bác? Vâng. Tầm 25 30 triệu đúng không? Tức là bây giờ bác chắc là bác làm thử thì bác cũng đoán được. Vâng. Sơ sơ nó phải vâng. Thiếu tầm 30 triệu. Vâng. Còn như trước thì bác cháu mình cũng nói rồi, bao giờ mà làm xong cái ngôi nhà thì cháu lại sẽ lại gửi hết cái phần còn lại cho bác đúng không? Vâng. 6 khối ở đây thì nếu mà gọi
gọi xe cắt với xe sỏi thì cũng phải là rất là xa các bác. Và xa, tức là đây mua tức là một xe nó phải 6 khối nó phải mất tầm 2 triệu. Vâng. Mà. Có khi mình mua 2 triệu này nó cũng tùy theo cái cước của nó nữa bác. Mà. Đấy, cước của nó thì nó lại lấy thêm nữa. Vâng, nó lấy thêm cước nữa. Đấy. Về thì chắc là phải gọi hôm nọ thì quý của nhà các em thì hiện tại là chỗ cho Lực đang cầm là còn hơn 5 triệu. Thì chị Giáng My cũng có dặn cho Lực bảo là bây giờ nếu mà còn thiếu bao nhiêu thì sẽ bảo với chị đấy. Thì bảo với chị. Hay về nhà thì cháu sẽ nói thêm với các mạnh thường quân. Rồi thì mấy các mạnh thường quân thì mới gửi tiền về để mua những cái phần đấy được. Còn là cái phần cắt với phần sỏi thì bây giờ thì cứ mua đó. Đấy phần đấy thì bây giờ cháu đang còn vẫn còn thì cứ mua cái phần đấy đó nhá. Như hôm nọ thì em đã có gọi thêm chưa Cương? Hôm nọ thì em đã gọi chưa? Em gọi cắt thôi ạ. Gọi cắt thôi à? Thế thì sỏi là chưa gọi đúng không? Sỏi chưa gọi. Cắt thì hôm nọ em Cương cũng có trong lúc thời gian rảnh cô bác là ra bên ngoài suối kia là hót một chút cắt. Thành ra là cũng có một ít rồi. Bây giờ thì phải là đi mua thêm. Còn là cái phần sỏi thì chưa có gọi. Thì để một tí nữa. Một tí nữa để anh đi sang bên xá bên kia xem anh bảo người với người ta bên kia xem là có chở được sỏi xem là giá cả của nó như nào, mình cứ hỏi hai ba chú đi. Vâng. Có nào mà rẻ nhất thì mình sẽ lấy chỗ đấy. Đúng rồi. Đấy, mình cứ tiết kiệm được chút nào thì mình tiết kiệm nhá. Vâng. Còn là bây giờ thì chắc là bác cũng về ăn cơm rồi nhỉ? Vâng. Đấy, bây giờ thì bác cũng đi vào ăn cơm trưa rồi các bác. Vâng. Cháu Lực thì vừa mới ăn cơm ở dưới nhà lên cho nên là chắc không có ăn cơm nữa. Xem là em Cương có việc gì thì hai anh em sẽ làm một chút là cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về thôi cô bác. Vâng. Các cháu ăn cơm xong đi chứ. Dạ thôi cháu cũng vừa mới ăn cơm ở nhà lên rồi. Vừa mới ăn ở nhà lên xong là vừa chạy đến nhà em Cương luôn. Thế bây giờ thì chú cháu mình cứ thế nhá. Còn phát sinh thêm như nào thì chú bảo cháu nhá. Vâng. Đấy, cứ làm cứ gọi là cho nó gọi là làm mà chất lượng thì cũng chất lượng mà rẻ thì nó cũng rẻ bác nhá. Vâng. Vâng. Các bác thì chắc cảm là ơn nhá. Vâng, cảm ơn các cháu nhá. Vâng, các bác thì cũng giúp em Cương với lại bà đấy rất là nhiều rồi nhỉ. Vâng. Chứ không thì cái giá mà để làm nhà đấy thì sao mà như thế được, có khi là phải cao hơn các bác. Vâng. Bác thì bây giờ đi ăn cơm rồi, chắc là cháu Lực với em Cương là đi ra bên kia làm cái phần kia một chút nữa. Xong là tí đến độ tầm chiều mà sẽ xem là san được cái phần nền sẽ san một chút cô bác nhé. Cái quạt này tắt quạt đi, đang không sử dụng ấy, tắt được không? Được ạ. Tắt. Cái điện này thì vẫn là dây điện của nhà em chứ nhỉ? Phải. Hỏng rồi. Như cái đinh này thì có dùng lại được không ấy? Bác thợ bảo được ạ. Bác thợ là vẫn còn dùng được đúng không? Vâng, lấy nhất bôi ạ. Hả? Lấy nhất bôi ạ. Lấy nhất bôi à? Vâng, được cho nó thẳng xong lấy nhất bôi. À. Nhất bôi thì nó sẽ đóng, nó sẽ đi xuống nhanh hơn đấy cô bác. Thời gian tới mà làm xong thì anh em mình sẽ đi mua thêm nhất về quét ra, quét cái phần chân cột đấy. Vâng. Em ăn cơm rồi đúng không? Chưa. Mới ăn rồi mà. Em ăn cơm rồi đúng không? Vâng. Em Cương thì ăn cơm xong rồi. Mà em Cương không có ngủ trưa gì đâu cô bác. Là gì ra đây làm luôn. Cái hai anh em sẽ nhổ cái đinh này chút nữa. Đinh sắt thì có thể là mua rất là lâu rồi đấy nhở. Vâng. Đinh thời xưa thì nó có thể là chắc chắn hơn thời bây giờ một chút cô bác. Ở đây là gạch này đi đâu lấy về đấy? Gạch trước xây cho châu ạ. À trước là làm cái máng ở châu đúng không? À. Cái này là xong rồi đúng không? Cột này chắc bây giờ như cái cây này chắc bây giờ bẻ phát là gãy làm đôi luôn. Đây chỉ tận dụng lại để làm củi được thôi.
Ui đây còn một cái đinh nữa này. Đây nhỏ nhỏ cái đinh ra. Một cái ngôi nhà mà nhìn trông rất là to mà gỡ ra thì không có sử dụng được gỗ nữa. Chỉ tận dụng lại được vài cột thôi. Ông nói anh thấy ở đây có một cái cây cái mận là chặt đi rồi à? Kia rồi ạ. Chặt đi sao đúng không? Vâng. Cây mận đây là chặt đi rồi. Đây, nhặt hết vào đây. Đây là mang ra đây cất đấy chứ. Một tí nữa thì sẽ đào qua này một tí nhá. Vâng. Như cái phần bên kia là dùng để làm củi hết rồi đúng không? Vâng ạ. Chỉ là tận dụng lại được mấy cột này thôi đúng không? Cái cây ngăn kia vẫn dùng. À cây kia thì vẫn đào ra dùng được đúng không? Vâng. Còn bây giờ cái thức phim của cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Rất là mong trong thời gian nữa cháu Lực lên chia sẻ giúp cho em Cương với lại bà, thì rất là mong sẽ nhận được thêm là những cái tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú anh chị gửi tới cho em Cương với lại bà sửa sang thêm cái ngôi nhà của mình cho em Cương với lại bà bớt đi thêm một cái phần là gánh nặng mà đi ra ngoài nợ thêm nữa cô bác. Như hôm nọ nếu mà em Cương không cháu Lực không có lên chia sẻ em Cương và hỗ trợ em Cương là cái số tiền phần còn lại làm nhà còn thiếu bao nhiêu, thì bây giờ để em Cương với lại bà mà đi ra ngoài để vay thêm thì thật sự ra là rất là tội cho em Cương luôn các bác. Ở đây thì đi vay này thì cũng không phải là gọi vay bình thường đâu, mà vay này còn là phải đi vay lái, phải còn là đóng lái cho người ta nữa thì là người ta mới cho vay. Bây giờ thì bên xã đang hỗ trợ như thế, bên chính quyền đang hỗ trợ như thế, nếu mà mình không có đi vay thêm thì mình lỡ cái cơ hội này thì không biết là bao nhiêu lâu nữa em Cương với lại bà thì mới làm được cái phần ngôi nhà như này cô bác, mới sửa sang lại được cái phần ngôi nhà này cô bác. Cháu Lực cũng rất là cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong và ngoài nước. Còn cảm ơn riêng chị Giáng My rất là nhiều. Chị có thể nói chị là người mà tài trợ chính cho cái ngôi nhà của em Cương cô bác. Cháu Lực cũng rất là cảm ơn chị rất là nhiều. Cháu Lực thay mặt bà với lại em Cương cảm ơn tới chị Trần Đố Giáng My. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống chị nhé. Đây thì cũng có rất là nhiều quý cô bác cũng có gửi lời động viên tới em Cương với lại bà rất là nhiều. Bà thì bây giờ cũng đã ra bên này một chút rồi. Nãy mà ta lại in lên xuống ạ. In lên xuống ạ. Làm sao còn non đây nhá. Nay để phong ảo ha, không tầm đấn lên thời đấy rồi nọ. Ấy lấy cả này bị xa đừng mà hơn. Thầm xin hiện lắm nào ha, lại có hơi hơi hạt chiều mà sư nữ này. Chẳng chắc mà hơi tàu pha đây nào, có hơi chưa chụp em phải hơi nào. Ồ. Chắc ô bồ, chắc chạy ngăn đi ngăn, có bởi liệt hết cả. Nga liệt nào ở chân là nó có phòng xa hào trên chạy chủ. Không phải đấy, tàu pha văn đau là hơi cơm tay thắng. Chụp em phải người với tê tàu, cái đây ấy. Bây giờ lại gặp thêm một vấn đề nữa các bác. Trước thì bên xá có là bảo là gỡ nhà xong hết như này thì bên xá sẽ ra là đưa tiền, còn là bây giờ thì lại bắt lại bao giờ mà dựng xong cái ngôi nhà mà thành ngôi nhà thì bên xá mới ra là đưa tiền, còn là bây giờ mọi cái thì thật ra lại rất là lằng nhằng rồi các bác. Vừa rồi thì bà cũng có nói với cháu Lực nếu mà nói như thế thì bà đã không có gỡ cái ngôi nhà rồi. Nay cái bà được nay cái bà được phong an tức còn sự lắng hư gỡ giả bản này tôi bảo hơi đấy nhở. Ông phong hoàn tiền có cha chẳng ăn mà lê văn nga có bởi liệt giả này vài vài giờ nên mà đi chắc cả ông mình có liệt nào cho bởi chắc hậu có khoảng tư dây thác không để rồi trên phải trang này nên nào thay giắng có bởi giắng chưa thay chờ lão cắm trên nó lão phú đồng tay à có cơ có hơi có bị sạm phú nữa.
bà thì hôm nọ ở nhà rất là không may đã bị gấu mà đập trúng vào mắt này, đã bị thâm vào mắt luôn cô bác, rất là tội cho bà luôn. Thế còn là cái thước phim này thì chắc cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hiện tại là ngôi nhà của em Cương đã được gỡ xong hết rồi và phần cột thì cũng đã biết là hỏng được bao nhiêu rồi, mới biết là đi mua thêm. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị, hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em cô bác nhé. Vâng, xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.